Sáng nay, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2020 và tuyên dương Chi hội Nông dân, Hội viên Nông dân tiêu biểu năm 2020. Đến dự có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thanh Quang. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam là dịp để cán bộ, hội viên nông dân thành phố Đà Nẵng ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của tổ chức hội và giai cấp nông dân Việt Nam, cổ vũ động viên cán bộ, hội viên nông dân ra sức thi đua, phát huy vai trò trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại. Tại Đà Nẵng, các cấp hội nông dân thời gian qua cũng đã ra sức thi đua, đóng góp tích cực vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Dịp này, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cũng đã công bố quyết định và trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho 10 tập thể và 10 cá nhân đạt danh hiệu Chi hội Nông dân tiêu biểu, Hội viên Nông dân tiêu biểu năm 2020. Hội Nông dân phường Khuê Trung cũng như là thành lập của nghề nghiệp hoa cây cảnh, thì bản thân tôi là tổ trưởng, thì rất đau đáu tâm huyết về cái sự phát triển của nông dân đô thị, đặc biệt là hiện nay đô thị thành phố Đà Nẵng, nông dân nói chung và nhà nông dân đô thị nói riêng, thì cũng luôn luôn muốn phát triển các ngành nghề, đặc biệt là hoa cây cảnh. Hôm nay thì tôi cũng rất vinh dự được thay mặt cho chi hội nên nhận một cái giải thưởng, cũng rất là vinh dự. Cái giải thưởng này là một cái động lực rất to lớn để cho cán bộ hội viên chi hội chúng tôi càng ngày càng phấn đấu thực hiện tốt những cái chủ trương chính sách của các cấp hội đề ra. Tại lễ kỷ niệm, Hội Nông dân thành phố cũng đã trao tặng kỷ niệm chương vì giai cấp công nhân Việt Nam và trao tượng trưng 90 suất quà tổng trị giá 45 triệu đồng cho gia đình hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Thời gian tới, Hội Nông dân Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả chương trình số 42 Thành ủy về đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất tập trung, quy mô lớn gắn với xây dựng nông thôn mới.